Chào các bạn, chiều thứ sáu tuyệt vời. Giờ này là mọi người bắt đầu tan sở làm, mọi người chuẩn bị về, và phần lớn là mọi người chuẩn bị cho một tuần nghỉ ngơi, là sau một tuần làm việc rất là nhiệt tình. Và mình thì lại khác, mình thì ngày mai mà lại có lớp. Mọi người thì ngày mai được nghỉ ngơi, mình mà ngày mai mà lại có lớp tới 2 ngày liên tục. Và ngay bây giờ đây, những cái giây phút mà các bạn chuẩn bị nghỉ đúng không, thì mình sẽ chia sẻ bạn 10 cách để chúng ta giảm stress đi. Thường thường mấy cái người mà ra khởi nghiệp á, dân làm kinh doanh á, mà chưa đạt được những cái trạng thái kiểm soát cảm xúc tốt á, thì chúng ta hay dễ bị stress. Và stress là một trong những cái nguyên nhân lớn nhất mà nó làm cho bạn giảm đi cái hiệu quả vô cùng. Bây giờ chúng ta chào nhau ha. Mình cũng mới vừa lên tức thì luôn. Chào nhau. Vâng, chào bạn Nguyễn Duy Phương, chào bạn Nguyễn Vũ Lộng. Ok chưa? Chào bạn Nguyễn Đình Hùng. Chào bạn Sơ Nguyễn. Ok. Rất là tuyệt vời. Và các bạn nào ở các khu vực nào khác nhau thì các bạn cứ comment lên, ở tỉnh nào thì các bạn cũng comment lên để cho mọi người cùng biết. Hôm nay là chiều thứ sáu cuối tuần mà chúng ta relax, nên mình chia sẻ về cái chủ đề stress. Có nhiều người thứ sáu cuối tuần mà vẫn bị stress, stress hơi bị nhiều nữa. Tuy nhiên làm sao cuối tuần để chúng ta không còn stress nữa. Chào bạn Phạm Hùng, lâu quá ha, lâu quá mới gặp bạn Phạm Hùng. Chào bạn Phạm Minh, chào bạn Phương Nguyễn. Ok, chúng ta ai đang online thì chúng ta chào nhau đi, kết nối nhau. Chào bạn Văn Khá, ok, rất là tuyệt vời. Em đang ở 179 Trần Não, quận 2. Ok, bạn Hùng đang ở sát mình, gần bên mình luôn. Chào bạn Trần Tuấn Kiệt, lâu quá chưa gặp bạn Kiệt. Chào bạn Nguyễn Duy Pháp, ok. Chào bạn Nguyễn Trương Tuyến, ok. Rất là tuyệt vời. Chào bạn Trần Dục Trí, ok, tuyệt vời. Chào bạn Yên Trinh. Vâng, và ngày mai đúng không? Ngày mai em sẽ đi học cái lớp làm chủ doanh nghiệp. Vâng, và để trước khi đi vào chương trình này, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống để chúng ta kết nối, chúng ta làm quen nhau. Nhờ Facebook chúng ta mới làm quen nhau các bạn nhé. Nếu không có Facebook thì chúng ta không thể kết nối với nhau được. Nên là trước tiên là mình cảm ơn cái ông Facebook rất là nhiều đúng không? Nhờ cái ông Facebook mà chúng ta được kết nối nhau rất là dễ dàng đó, như vậy. Và hôm nay là nói về cái chủ đề stress. Giờ này thì thấy là mọi người không có lên đông chứ. Bây giờ mọi người chia sẻ cái livestream về nhà các bạn đi, để nó đông lên, càng lúc nó càng đông lên, để nó vui. 36 người rồi. Nếu 100 người thì tuyệt vời. Chào bạn Áo Len Uyên. Chào bạn Nguyễn Thị Thu. Ok, bạn Nguyễn Thị Thu cũng xem livestream này, tuyệt vời. Mình mới thấy có hai bạn chia sẻ à, còn những cái bạn khác đâu? Ok, sao các bạn không chia sẻ? Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment xuống. Bạn nào mà biết mình lâu rồi thì chúng ta cũng comment xuống, chúng ta làm quen. Ok. Bạn nào đã đọc hai cái quyển sách của mình rồi mà mình chưa add vào group thì các bạn comment xuống để mình add các bạn vào group. Để ở trong group mình chia sẻ sâu hơn. Các bạn hỏi mình hỏi những câu hỏi sâu hơn. Thầy cho em hỏi một câu hỏi được không? Bạn hỏi đi. Tại sao lại bạn ngập ngừng như vậy nha? Ủa mà hồi nãy mình nhớ là bạn đổi avatar, sao bây giờ bạn lại đổi avatar khác nha? Bạn Kiều Nguyễn, lần đầu tiên xem thầy livestream, em ở Thủ Đức. Ok, tuyệt vời. Rất là vui làm quen với bạn Kiều Nguyễn. Vâng, hôm nay mình chia sẻ các bạn về chủ đề về stress và 10 cách để chúng ta giảm stress. Ok. Ngày hôm qua mình cũng nói về chủ đề về stress và các tác hại của stress. Các bạn biết stress đó, nó làm cho chúng ta gì ạ? Nhức đầu. Khi nào chúng ta stress? Khi cái đầu của chúng ta nó xử lý nhiều việc, giống như con chip chúng ta nó xử lý nhiều việc quá. Chào bạn Đỗ Thị Lý. Thì nó làm cho đầu chúng ta nóng bưng, nó nhức đầu bưng ra. Và lúc đó chúng ta không hiệu quả nữa. Cái triệu chứng là chúng ta khó ngủ nè, nhức mỏi vai nè, bị tiêu hóa không tốt nè, đi thậm chí là các bạn đi cầu nó cũng không tốt nè. Thậm chí cả nam và nữ luôn, các bạn có cái nhu cầu gì nhu cầu về các bạn stress, các bạn ảnh hưởng về cái nhu cầu tình dục luôn. Ok. Và nó ảnh hưởng đến gì nó ảnh hưởng đến tim mạch luôn. Stress nó rất là nguy hiểm. Đó là lý do mà chúng ta phải kiểm soát được cái stress. Khi nào thì thầy có baby thứ hai? Ok. Cái câu này thì cái câu mà
có thể là không có trả lời bạn Duy Vũ nhé, nó liên quan tới cái cá nhân quá nên mình không muốn trả lời cái câu hỏi này. À, bạn hãy hỏi những câu hỏi nó liên quan đến đến công việc kinh doanh hay gì á, còn những câu hỏi mà liên quan đến cá nhân quá thì nó tự nhiên nó khó trả lời lắm. Ok. À, bạn Nguyễn Hoàng Phan, ôi chào bạn Hoàng Văn Thịnh, và đó là lý do mà chúng ta phải đi giải trade. À, nên là các bạn nào mà chưa xem những cái tác hại trade á thì các bạn xuống các bạn xem cái đoạn livestream của mình tối hôm qua, ngày hôm qua, chiều hôm qua để các bạn hiểu ra được cái vấn đề đó. Và cái chủ đề hôm nay á, là mình nói về gì à? 10 cách để chúng ta giảm trade. Và bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn chia sẻ đi. À, để livestream chúng ta đông người lên xem đi để mình có năng lượng. Và mình chia sẻ các bạn nó cũng máu lửa nữa, mới có 7 lượt chia sẻ à. Bạn Hà Văn Thịnh em chia sẻ chưa? Bạn Hoàng Phan em chia sẻ chưa? À, mới có 7 lượt chia sẻ à. Vậy thì một trong những cái cách đầu tiên các bạn nốt vào, đó là chúng ta phải rất là thực tế. À, thực tế là gì à? Chúng ta tập trung vào cái gì hiệu quả và cái gì không hiệu quả. Những người mà họ không thực tế là họ mong muốn một lần họ làm rất là nhiều thứ. À, cái gì cũng ôm đờm, cái gì cũng xem mình là làm được. À, và muốn cái gì cũng muốn nhưng mà họ không có làm, nên họ cứ để trong đầu. À, nên nó làm cho họ như thế nào à? Nó làm cho họ bị stress. Chào bạn Tâm Ngô, ok, chiều thứ 6 tuyệt vời. Chào bạn Bùi Văn Thông. À, nó là cái bước đầu tiên để giảm stress là chúng ta phải thực tế. À, trong lớp á, mình có một cái lớp mình yêu cầu các bạn ghi ra ngày hôm nay bạn làm bao nhiêu việc. Thì phần lớn á, có bạn làm một ngày 20 việc, có bạn làm một ngày 3 việc, đột biến có một bạn kia làm một ngày tới 33 việc. Một ngày chúng ta có khoảng 8 đến 10 tiếng làm việc à, mà chúng ta làm một ngày tới 30 việc. Vậy thì các bạn tính ra đi, một việc bạn làm được mấy phút. À, nên cái đó người ta gọi là nó không có khả thi. Gọi là nó không có khả thi một chút xíu nữa. Chào bạn Bùi Văn Tuế, ok, chào bạn Huỳnh Thị Mỹ Trinh, chào bạn Liếu Lo, ok chưa? Hôm nay mới được xem thầy livestream, ok, chào bạn Liếu Lo. Mấy bữa em cũng xem livestream của mình mà. Ok chưa? Và họ thiếu cái thực tế nó như vậy á. Nên họ làm cái gì họ cũng làm lắc nhắc, nó không có tới nơi. Và cái gì nó dở dang và nó kéo dài và hiệu quả công việc nó không có tốt. Nên đâm ra là các bạn bị stress. Các bạn thấy là một ngày bạn có 10 tiếng đúng không? À, mà bạn làm 10 việc thì mỗi việc là bạn làm 1 tiếng. À, nhưng mà một ngày bạn có 10 tiếng đó làm việc mà bạn làm 20 việc thì mỗi việc bạn làm có 30 phút rồi, nó không đâu tới đâu hết. Mà một ngày mà bạn có tới 30 việc để bạn làm thì rõ ràng mỗi việc bạn đâu có chừng có 20 phút à, 15-20 phút thì nó lại càng không hiệu quả nữa. À, đó là những người mà họ ôm đồm. Một trong những cái bí mật á, mà để chúng ta làm việc hiệu quả đó là mỗi ngày chúng ta chỉ làm việc khoảng 3 việc thôi. Khoảng 3 việc thôi thì chúng ta mới làm sâu và nó mới giải quyết được triệt để. Chào thầy, em cũng đang đau đầu rồi. Không phải, không biết có phải stress không nữa. Đúng rồi, dân mà làm kinh doanh á, mà đau đầu là stress hết. À, và đau đầu một thời gian là nó dẫn đến rất là nhiều thứ. Nên là bạn Đức, tối nay em phải xem cái livestream này. Bây giờ em phải xem cái livestream này rất là kỹ và chia sẻ cái livestream này về nhà của em. À, mình nói là stress nó rất là nguy hiểm. À, nó là một cái kẻ thù vô hình. À, mà mọi người nghe cái chủ đề stress thì mọi người lại không thích, nhưng mà cái đó nó lại nguy hiểm. Nên mình thấy là mình cần phải chia sẻ cho các bạn để cho nhiều người xem. Chào bạn Tâm Ngô, chào bạn Tới Bùi, ok. À, nó là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải thực tế lại. À, và tập trung dẹp bỏ hết những cái công việc, tập trung vào 3 việc một ngày thôi. À, và nốt chỉnh chu từng việc một để việc nào nó làm hiệu quả, việc nào nó làm không hiệu quả để chúng ta nốt lại rất là kỹ lưỡng. À, bỏ bớt việc đi chứ còn không có ôm nhiều nó mệt lắm. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phân công công việc cho người khác ghi vô. Thứ hai là bạn phân công công việc cho người khác. À, nếu mà mình làm không hết thì mình phải giao việc lại cho người khác. À, bạn làm kinh doanh là bạn có nhân viên rồi, phải giao công việc đó cho người khác.
giao người khác làm không được thì chúng ta chỉ cho họ cái cách làm. Ôm hết người này, mình thấy những cái người, cái nguyên nhân lớn nhất mà những dân làm kinh doanh không hiệu quả là họ ôm việc. Họ cứ tưởng rằng họ làm được, nhưng mà họ lại là người ngâm việc lớn nhất. Cái dở hơi nhất của người làm kinh doanh đó là ôm việc và nghĩ rằng cái gì mình cũng làm được. Đúng, bạn làm được hết, nhưng mà bạn không đủ thời gian để bạn làm. Cái dở hơi nhất của người làm kinh doanh là sợ tuyển nhân viên. Cái dở hơi nhất của người làm kinh doanh là sợ trả lương cho nhân viên. Rồi tuyển nhân viên vô á, thì không dám chỉ cho nó, sợ nó ăn cắp nghề. Đó là những cái người mà làm kinh doanh mà họ không có biết cái tư duy họ bị đóng quá. Những bạn mà tư duy đóng như vậy thì các bạn cần phải đi tháo gỡ cái tư duy ra để các bạn làm kinh doanh tốt hơn. Chứ bạn làm kinh doanh kiểu gì mà không dám giao việc, tuyển nhân viên vô thì sợ trả lương, vậy thì làm sao mà làm việc hiệu quả, trong khi chính bạn thì làm việc không hiệu quả. Bạn để ý xem, việc gì giao cho nhân viên là việc đó bạn hiệu quả, việc gì mà bạn ôm á, các bạn thấy y chang rằng việc đó không có hiệu quả. Bạn có cảm nhận ra điều nào không ạ? Bạn Tâm Ngô nói là chào thầy, hôm nay em mệt không muốn làm gì hết, giờ thừa người xem thầy kiếm động lực cho ngày mai bắt đầu mới vậy đó. Ok bạn Tâm Ngô, bạn Tâm Ngô tuyệt vời, cần phải có năng lượng làm việc chứ bạn Tâm Ngô ơi. Vâng, chào bạn Linh Lĩnh Bùi. Ok, Lĩnh Bùi cũng xem livestream này hả? Rất là tuyệt vời, buổi cuối tuần thứ sáu cuối tuần tuyệt vời nha. Chào bạn Trần Trung Tính, bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn hãy tranh thủ chia sẻ livestream đi nha, chia sẻ livestream này về. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy comment xuống biết mình. Bạn nào đã đọc hai cái quyển sách của mình rồi, đã sở hữu hai cái quyển sách của mình rồi mà chưa được add vào group thì các bạn comment xuống, các bạn add vào group. Điều kiện để các bạn được add vào group là các bạn phải sở hữu hai quyển sách, tuy nhiên vẫn chưa xong. Bạn cần phải gì trả lời được ba cái câu hỏi trong group thì các bạn mới được vào group nha. Có những bạn không có chịu trả lời nên không có được vào group. Và cái group đó là cái group tập hợp những bạn đam mê về kinh doanh và thích về kinh doanh khắp mọi miền đất nước, để chia sẻ những cái câu hỏi, những cái khúc mắc về kinh doanh của các bạn, tháo gỡ tư duy. Mình thấy có những rất là nhiều bạn đặt câu hỏi của mình ở trong group, các bạn bị vướng tư duy lớn quá, mà lớn vướng tư duy như vậy thì làm sao mà làm kinh doanh được. Làm kinh doanh mà tư duy cứ hàng hai hàng ba, không rõ ràng, không mạnh mẽ gì hết, ok chưa, thì làm sao mà chúng ta làm kinh doanh được. Rồi mình nói ra cái điểm sai là để giảm stress đi thì chúng ta phải giao việc cho người khác, ghi vô phải có nhân viên, phải giao việc, ok chưa. Để gì để chúng ta giảm bớt cái khối lượng công việc đi. Còn nếu mà bạn cứ ôm hoài thì làm sao mà làm việc hiệu quả. Em chưa mua và em muốn mua sách và được vào group để học hỏi. Ok, bạn Minh An Nguyễn, em muốn mua sách thì em cho mình số điện thoại, sách sẽ được gửi đến nhà em trên khắp mọi miền đất nước. Chưa, đây này, mình có hai cái quyển sách này. Thực sự là mình có ba quyển sách, cái quyển Bì Dân Đầu Quay là bán ở nước ngoài, bán ở bên Mỹ. Cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Và cái quyển số 2 là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Hai quyển này đang bán ở Việt Nam, giá của hai quyển này, giá bìa luôn, là 210.000. Giao đến tận nhà các bạn, mình free ship cho các bạn. Giai đoạn này mình đang free ship cho các bạn. Mình đang free ship cho các bạn. Và mình sẽ được ép các bạn vào cái group. Và trong cái group đó các bạn hỏi mình thì mình sẽ chia sẻ. Hơn nữa là các bạn sẽ kết nối rất nhiều bạn trên khắp mọi miền đất nước về trong cái group đó. Ok chưa? Bạn Lĩnh Bùi nè, các bạn giờ sướng quá thầy, lúc em mới đến Bi đâu có tương tác trực tiếp với thầy. Chúc các bạn thêm năng lượng và làm việc hiệu quả. Đúng rồi, Lĩnh Bùi ơi, hồi em tới đó thì mình chưa live stream, sách của mình cũng không có tạo group. Còn bây giờ các bạn, bây giờ thì mình live stream thường xuyên, rồi tạo group, tương tác với các bạn, nên rất là tuyệt vời, bạn Lĩnh Bùi ha. Các bạn thấy bạn Lĩnh Bùi phân biệt không phân bì không Ok, cảm ơn bạn Lĩnh Bùi nhiều. Điều đó chứng tỏ em rất là quan tâm
Em rất là ham học hỏi và em rất là phát triển bằng lĩnh vui lời. Hiện tại bạn đang là giám đốc của công ty chuyên về IT, bảo trì hệ thống mạng các bạn. Và hiện tại bạn đang làm rất là tốt. Bạn nào mà có cái nhu cầu đó thì các bạn liên hệ với bạn Lĩnh Bùi. Chào cô Trâm Anh. Trời ơi, lâu quá rồi mới gặp cô Trâm Anh. Dạ thầy ơi, chị nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các em ở văn phòng, nhớ ơn thầy cô nữa. Chị học văn dở vâng. Chị Trâm Anh ơi, ok chưa? Rất lâu rồi, lắc lâu rồi, thấy cái nít là nhớ chị liền. Hồi nào chị rảnh thì chị ghé nha. Vợ Dương Châu cũng nhắc chị đó, kêu sau lâu quá rồi không có thấy. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, cảm ơn các bạn. Cái thứ ba để chúng ta giảm stress là chúng ta cần phải có cho mình một cái niềm tin hoặc là một cái đức tin gì cũng được để chúng ta tin vào cái điều đó. Kính chúc thầy cô nhiều sức khỏe. Vâng, cảm ơn cô Trâm Anh rất là nhiều. Không biết là lúc này cô có còn bán bánh mì chay nữa không? Chào bạn Thanh Bùi. Cô Trâm Anh là một người mà năm nay cô 50 mấy tuổi rồi các bạn. Và khi mà cô đến cô học bi thì cô đứng trước mình tình cảnh nó rất là khó khăn và cô rất là nỗ lực. Cô ra cô mở cái thương hiệu mì chay, bánh mì chay á, ở Sài Gòn và cô làm. Lâu quá rồi cũng chưa gặp cô, tự nhiên hôm nay lại thấy ở trên livestream này rất là tuyệt vời. Bạn Vinh Ricky, chào thầy, công việc căng thẳng quá, em cho em một câu để em lấy lại thăng bằng. Ok, bạn Vinh Ricky buông bỏ đi. Chiều thứ sáu đi mở nhạc nghe đi, đi uống cà phê đi bạn Vinh Ricky ơi. Bỏ hết, mọi thứ bỏ qua một bên hết. Tập trung vào, ok chưa? Tập trung vào buổi thứ sáu là chúng ta enjoy. Có thể là em đi xem phim, có thể là em đi tìm một cái món gì rất là ngon để em thưởng thức, có thể là em đi gặp với người bạn, có thể là em đi hát karaoke hoặc là đóng cửa lại trong phòng nghe thoải mái, hoặc có thể là đi câu cá, ok tùy, chấm, miễn sao cái việc gì nó làm cho em relax là được. Đừng có bị stress nha bạn Vinh Ricky ơi. Bạn Hương Tuấn, ok em ở rất là xa. Bạn Anh Vĩ Lê, vâng chào bạn rất là nhiều. Và hồi nãy giờ mình đang nói thứ ba, cái thứ ba là các bạn cần phải có cho mình một cái niềm tin rất là mạnh mẽ. Có thể là niềm tin vào tôn giáo. Các bạn nào ở bên Thiên Chúa giáo, mình là người Thiên Chúa giáo, ok thì chúng ta có thể tin vào Thiên Chúa. Chúng ta đọc kinh, chúng ta thả những dòng suy nghĩ chúng ta vào đó thì tự nhiên nó giải thoát đi. Hoặc là các bạn nào bên Phật giáo thì các bạn có thể là đi chùa, các bạn thắp nén nhang, các bạn ngồi, các bạn nghe tụng kinh thì tự nhiên các bạn cũng relax đi. Bạn nào thì bên đạo Hồi cũng vậy. Các bạn có thể là đến đền thờ, các bạn relax và các bạn cầu nguyện cho những điều tốt nhất, ok chưa? Thì tự nhiên chúng ta tự nhiên nó thấy rất là thoải mái. Mình nhớ nhất là những giây phút mình đi trong nhà thờ ra thì tự nhiên cái tâm hồn mình nó vô cùng thoải mái. Nhớ đi với những người tích cực nhé bạn. Ok, bạn Lĩnh Bùi nhắc một câu vô cùng tuyệt vời, chắc chắn là phải đi với những người tích cực rồi, để những người tiêu cực thì stress thêm. Ok, bạn Phan Ấn Đạt, chào thầy, em đang làm nên không nghe trực tiếp được rồi, em sẽ nghe lại sau. Cảm ơn thầy. Vâng vâng, bạn Đạt tuyệt vời, hãy chia sẻ cái livestream này về Facebook của em và em sẽ nghe sau nhé. Bạn Thuận Phạm, căng thẳng càng nghĩ càng rối thầy ạ. Vậy thì đừng nghĩ, ok chưa? Bạn nghĩ mà bạn rối thì tự nhiên bạn nghĩ làm cái gì? Hãy như thế nào hãy bỏ nó ra, đừng nghĩ nữa, hãy xả nó ra và bạn đi uống cà phê, bạn đi với những người bạn của mình thoải mái về, bạn nghĩ tự nhiên nó ra. Em đi nhà thờ thầy ạ. Ok, bạn Nguyễn Hoàng Vũ tuyệt vời, cũng có thể là như vậy em. Bạn Phan Ấn Đạt tuyệt vời, ok. Bạn Nguyễn Văn Giang, ok bạn Giang ơi. Bạn Ngôi Sao Cô Đơn, bí quyết nào giúp thầy khỏe vậy thầy? Nó tổng hợp nhiều yếu tố, tuy nhiên thói quen lành mạnh là tốt nhất. Thói quen lành mạnh là tốt nhất bạn Ngôi Sao Cô Đơn ơi. Thứ nhất là sáng phải thức dậy sớm, tập thể dục nè, luôn suy nghĩ tư duy tích cực nè, luôn có mục tiêu để làm việc nè, chơi với những người bạn tích cực nè, ok, luôn năng động nè, và cái chế độ ăn uống nữa, chế độ ngủ nghỉ nữa, chấm, tất cả mọi cái yếu tố đó nó làm cho chúng ta có sức khỏe tốt, ok chưa? Cái thứ tư là lâu lâu các bạn cần phải nghỉ phép.
Một trong những cái điều rất là tuyệt vời là làm càng ít thì như thế nào, chúng ta càng khỏe đi à, chứ không phải là làm nhiều, chúng ta ép chúng ta làm nhiều thì chúng ta càng bị stress thôi. Nó là bạn nào mà làm việc nhiệt tình nhiều á thì chúng ta nên gì nên 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 có những thời gian nghỉ stress. Như ví dụ như là tối nay chắc chắn là mình sẽ đi ăn với mấy gia đình lận à, mình đang hú gia đình bạn Ngô Hải Long à, và gia đình bạn Nguyễn Văn Mùi, hai gia đình bạn đó cùng với gia đình mình à, đi ăn gì à, đi ăn hải sản. Mình cứ một tuần á là mình sẽ tổ chức à, có thể là tuần này với gia đình người này, tuần kia với gia đình người kia, đi ăn gì à, đi ăn một tuần đi ăn hải sản một lần, vì cái gu đó là cái gu của mình, thích hải sản tươi đó các bạn ạ à. Thì hôm nay là buổi tối thứ sáu cuối tuần mà à, chúng ta thưởng cho mình một cái à, và đi ăn với những cái bạn đó và chúng ta nói chuyện rất là hăng say à, chúng ta nói chuyện vui, nói những câu chuyện hướng tới tương lai à, thì nó làm cho đầu óc của chúng ta thoải mái relax ra, thì tự nhiên cái công việc của chúng ta nó sẽ tốt hơn, sức khỏe của chúng ta tốt hơn, tự nhiên chúng ta nó tuyệt vời hơn à, còn không các bạn cứ giữ trong người hoài thì các bạn sẽ bị stress, rất là stress, ok chưa ừ. Cái thứ năm à, các bạn note vô à, tuyệt vời quá tay, ok cảm ơn bạn Thanh Mùi à, thứ năm là đôi khi chúng ta cần phải làm một cái việc gì đó, ok, cần phải tưởng tượng sáng tạo ra một cái à, bạn tập trung vào cái việc đó thì tự nhiên bạn sẽ như thế nào ạ à? Bạn sẽ hết stress à, bạn suy nghĩ, bạn ngồi bạn suy nghĩ một cái việc đó, tạm thời gác hết mọi việc khác qua một bên và ngồi có thể là bạn vẽ vời, bạn nghĩ một cái idea gì đó cho nó sáng tạo. Em đang bị rồi mà thấy thầy năng lượng quá, thầy khỏe lên thầy ơi, ok, rất là năng lượng bạn thực phẩm ơi à, phải năng lượng nha và không có được bị stress à, điều đó nó không tốt chút xíu nào hết. Bạn Vicky à, có thể ship cho em hai cuốn thầy viết được không ạ à? Được bạn Vinh ơi à, bạn Vinh em cho mình cái số điện thoại à, hồi nãy có một bạn hỏi mình nói sao không cho mình số điện thoại nha à, em cho mình số điện thoại thì sách sẽ ship tới nhà em luôn à, ok bạn Vinh nha à, rồi rồi mình sẽ add em vào một cái group. À, cái group đó là toàn là những người đã đọc sách của mình và em sẽ hỏi những câu hỏi về kinh doanh, mình sẽ trả lời trực tiếp trong cái group đó, ok không bạn Vinh nha à, ok. Hồi nãy có một bạn nào đó hỏi đó, nên là bạn nào mà mua sách của mình thì các bạn cứ comment xuống à, và ship đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn nha các bạn ơi, ok tiếp tục à, đôi khi chúng ta cần phải sáng tạo à, sáng tạo à, như mình thì mình tập trung vào viết sách. À, mình suy nghĩ trên những cái dòng chữ với sách thì nó cũng giúp cho mình sáng tạo ra à, và mình đang biên tập sách cho quyển sách online của mình sắp ra nên mình cũng dành thời gian để mình in tập nó. Thầy ép nick em vào với nhé, ok em có sách chưa à, không có ép đâu, mình không có ép, mình đưa các bạn đường link à, và khi bạn có đường link thì như thế nào ạ à? Bạn trả lời được những câu hỏi trong đó thì các bạn sẽ vào được, còn mình không ép à. Ok chưa? Bạn nào có sắp thì mới vào được, bạn không có sắp thì bạn không có vào được đâu. Ok chưa? Đảm bảo tất cả 100% người ở trong cái group này đều đã sở hữu hai quyển sách của mình hết rồi. Bởi vì những người đó là họ muốn kinh doanh, họ am hiểu về kinh doanh, họ mới mua sách của mình, họ đọc. Ok chưa? Nên các bạn chưa có sắp thì các bạn không có được vào đâu. À, chắc chắn luôn. Tiếp tục. À, chúng ta tập trung, chúng ta có một quyển thì không vào được, không đủ chuẩn. Ok chưa? Bạn phải mua thêm một cuốn nữa. Bạn đã có cái cuốn nào rồi? À, có một cuốn thì bạn đã không đủ tiêu chuẩn để bạn vào rồi, chắc chắn rồi, ok chưa? Vậy thì đôi khi chúng ta cần phải sáng tạo, sáng tạo. Vậy thì bạn mua cái quyển mỗi ngày một chút thôi nữa, bạn cho số điện thoại đi à, thì cái sáng tạo đó à, tập trung vào giải quyết nó thì nó làm cho mình hết stress à, mình tập trung mình viết sách, mình tập trung vào mình viết bài à, mình tập trung vào sáng tạo những cái dòng chữ rất là tuyệt vời thì nó làm cho mình hết stress đi à. Còn như thế nào à, còn các bạn à, có dịp nhờ thầy đến Mũi Né xả stress, ok Mũi Né thì mình cũng có đi một vài lần rồi bạn Vinh nhá à, thì có dịp đến Mũi Né thì sẽ alo cho bạn Vinh à, em ở Đồng Văn Hà Giang, wow. Bạn Ngô Khải ở Đồng Văn Hà Giang hả? À, nhân viên gọi đặt cách đây một tuần mà chưa thấy thôi, sắp ra tới rồi á bạn Ngô Khải ơi.
Em ở Đồng Văn hả? Mình đã đến Đồng Văn rồi. Mình đã đến Đồng Văn, Hà Giang rồi nha bạn Ngô Khải ơi. Ok chưa? À, hồi đó mình có ở tại Đồng Văn. À, trên cái thị trấn Đồng Văn luôn. À, trên cái thị trấn Hà Giang đó, thành phố Hà Giang, rồi mình đi tới, mình ở cái khách sạn ngay chỗ Đồng Văn đó luôn. Ok chưa? Mình có ghé ăn cơm trưa ở tại cái huyện gì ở trên núi á em. À, ok bạn Ngô Khải, em ở Đồng Văn, ngạc nhiên quá. Chắc là của em là sắp tới rồi đó. Mình nghĩ là chắc là thứ hai thứ ba này là tới á, tại em ở Đồng Văn thì nó khá xa. À, ok chưa? À, cái thứ sáu là các bạn có thể là trồng hoa, các bạn có thể là trồng cây, à, các bạn có thể là câu cá. Ok chưa? Em chào thầy, em mời thầy về Sài Gòn chơi. Ok, bạn Khánh Hồng nói như thiệt luôn à. Mình đang ở Sài Gòn đây. À, bạn Ngô Khải, cách một đầu đất nước, đúng rồi. Hôm đó mình nhớ mình đi Hà Giang là mình ăn cái món măng tre á. À, ở Mèo Vạc á. À, là cái món măng tre đó là nó là đặc sản ở ngoài đó. Ok chưa? Rồi mặt ông Bạc Hà. Ok chưa? Bạn Ngô Khải. À, mình rất là nhớ cái kỷ niệm mà mình đi Hà Giang. À, bởi vì cái cung đường nó quá đẹp, đẹp như tranh vẽ luôn. Mình đi tháng 11. Nhà kinh doanh hải sản phi cho thầy luôn. Ok, bạn Vicky. Ok, vậy là chắc là bạn là những cái nhà hàng hải sản dọc theo các bờ sông đó quá. Ok chưa? Bạn Lâm Văn, em mới vào. Ủa sao bữa nay mà bạn lại chuyển sang cái avatar này rồi? Sao bạn ăn bằng chuyển avatar hoài vậy? Đúng vậy thầy à. Ok quá, rất là tuyệt vời bạn Ngô Khải nha. À, có dịp em vào Sài Gòn thì em biết mình nha. À, liên hệ với mình nha. Tuấn Thanh, ok rồi. KK. À, vâng, mình cũng không hiểu cái bạn Tuấn Thanh đang nói cái gì. Ok, rồi tiếp tục. Chúng ta làm vườn, chúng ta trồng cây, chúng ta câu cá, à, chúng ta cho cá ăn, à, cái việc đó nó giúp cho chúng ta giảm stress đi. À, các bạn thấy chưa, giảm stress nó đôi khi đơn giản vậy. À, cách đây mình có một người bạn ở dưới cái khu Thủ Đức Home á. À, chào thầy, em đọc hai cuốn sách của thầy rồi, hay quá, cảm ơn em nhiều. À, cảm ơn bạn phòng vé Lộc Đoan nhiều. Rất nhiều bạn cũng có hai quyển sách rồi, các bạn comment về các bạn nói như vậy á, các bạn nói em có vào trong group chưa bạn Lộc Đoan, vào trong group thì em hỏi đi, tiêu chuẩn là mỗi người phải hỏi ít nhất hai câu hỏi mà em sẽ nhờ người mua, vì em đang ở Qua Gia Qua là ở đâu bạn, có phải ở Ba Lan không? Qua Gia Qua là ở Ba Lan hả? À, có phải ở Ba Lan không ạ? À, bạn Khánh Hồng, thầy đồng ý kết bạn với em đi, em tiện theo dõi thầy. Ok, à, không thể kết bạn được. Bạn Khánh Hồng ơi, đông quá rồi. À, đông rất là đông rồi. Bây giờ bạn chỉ chọn theo dõi thôi, rồi bạn chọn xem trước. Thì những cái livestream của mình hay cái gì bạn biết hết. Bạn chọn theo dõi, bạn xem trước nha, bạn Khánh Hồng. À, em ở Sài Gòn thì em tranh thủ đến B-Training, tham gia những cái lớp. Nó có cái lớp miễn phí đó, tối thứ năm. À, để hiểu như thế nào về làm chủ kinh doanh, rồi sau đó em học một cái lớp nâng cao. À, cái lớp nâng cao là làm chủ doanh nghiệp. Ngày mai nè, 9 giờ sáng ngày mai chúng ta học cho tới 9 giờ tối ngày mai, chúng ta học 2 ngày liên tục, thứ bảy và chủ nhật, là cái lớp nâng cao để giúp cho các bạn từng bước chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp, bài bản nó như thế nào. Bạn Nguyễn Tuấn Thanh, anh hỏi ok chưa, em nghe nói chuyện hay lắm. Bạn Nguyễn Tuấn Thanh rất là vui. À, khi đọc cái comment của bạn, à, tuyệt vời, ok. Vâng, và à, mình kể lại cái câu chuyện. À, mình có người bạn ở cái khu Thủ Đức House, ở dưới Thủ Đức á. Thì ở đó là cái khu biệt thự nhà vườn mà. À, là mình xuống dưới đó. Thì mình thấy mấy ông mà có tiền mua nhà biệt thự thì nói chung cuộc sống mấy ông cũng khá giả. Rồi ổng có thêm cái vườn nữa. À, cái nói cái vườn thì cái vườn nó có béo bẹo à. À, thế là mấy ảnh cứ giác cuốc ra và mấy ảnh hì hục, dĩ nhiên là mấy tay đó cũng là đại gia, mấy anh hì hục, mấy ông cuốc đất mồ hôi một cái đổ vậy á để trồng rau trồng rác chăm sóc cái vườn, nói chung cái vườn nó béo bẹo à. À, thì hóa ra là mấy ảnh làm vườn để mấy anh xả stress để cho nó vui. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì ở quê á,
ở quê đất rộng kinh khủng. À, các bạn thấy ở quê không muốn làm vườn thì cũng làm vườn, nó đất rộng quá trời rộng. Vậy mình nghĩ đi nghĩ lại thì hóa ra mấy ông ở quê là đại gia hết, mấy ông nông dân ở quê là đại gia hết. Vì sao? Bởi vì đất vườn của ông rộng kinh khủng luôn. Ở Sài Gòn đại gia mới có được lẻo vườn, đại gia Sài Gòn có được lẻo vườn ti ti nè. À, rồi sáng như thế nào à, à ra cuốc hì hục cuốc, chiều tối ra hì hục cuốc mà nó bé mẹo à. Đâm ra hóa ra mấy ông nông dân nhà mình ở quê ông nào cũng đại gia hết các bạn ơi, đại gia thứ dữ luôn. Ok chưa? Rất là thú vị. Bạn Đức Kiên nói là chỉ bán hải sản cho hồ thôi, không có nhà hàng thầy ơi. Wow, ok, bạn thuộc là bạn bán sĩ rồi, bạn Vinh bán sĩ rồi, tuyệt vời. Bạn là dân bán sĩ. Bạn Hồng Nhung Nguyễn, em chào thầy, em đến từ Vĩnh Long. Ok. Rất là vui là quen bạn Hồng Dung. Bạn mua sách cho bạn Hồng Dung ơi. Bạn mua hai quyển sách của mình chưa để ép vào rất đi. Chào thầy và các bạn, mình là Trung đến từ Bình Dương, buổi chiều năng lượng, chắc chắn là năng lượng rồi bạn. Bạn Trung ơi, bạn Lâm Văn, chào thầy, về quê hay lên thành phố ạ? À, quê hay lên thành phố là cái quyền của em thôi. Ok. Cái gì đây? Hiện đang kinh doanh cà phê Hương Sen. Ủa, bạn Nguyễn Hồng Dung đang có quán cà phê Hương Sen hả? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Bạn mua hai cái quyển sách của mình, bạn về bạn để ở quán cà phê cho khách vô đọc, bạn Nguyễn Hồng Dung nha. Rất là tuyệt vời. Bạn để ở quán cà phê đó rồi khách vô đọc. Rồi phục vụ cho khách. Em rất thích tới vườn ươm doanh nhân, nhưng cuối tuần em thường có hội thảo. Em đang đọc sách của thầy, em đọc xong hai cuốn nhất định em sẽ đi học. Ok bạn Khánh Hồng ơi, tuyệt vời, sắp xếp thời gian thôi nha bạn Khánh Hồng ha. Em mua hai cuốn rồi thầy ơi, tuyệt vời, em để ở quán cho nhiều người đọc nha. Khi nào ship sách cho em thầy Duy ơi? Sáng mai em, bạn Vinh, sáng mai có em nhân viên, họ cái em nhân viên phụ trách á, họ sẽ ship sách cho bạn Vinh nha. Ok bạn Vinh nha. Rồi tiếp tục. Vậy thì các bạn thấy không, làm vườn đó là một cái cách, trồng hoa nuôi cá là một cái cách để chúng ta gì à, để chúng ta giảm stress, và điều đó nó vô cùng ý nghĩa, đúng không? Ý nghĩa lắm. Tiếp tục. Cái số 7 ghi số 7 đi. Hồi nãy giờ không có bạn nào tổng kết cho mình nha. Hồi nãy giờ các bạn nghe mà không có bạn nào tổng kết đó, các bạn không ghi lại, các bạn quên hết. Rồi sau này các bạn stress mà nói, ai mà trong đời cũng bị vài lần stress. Các bạn mà không stress thì làm sao mà kinh doanh thành công được. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta stress rồi chúng ta hết stress. Cách nào để chúng ta hết stress? Ok, cảm ơn bạn Khánh Hồng. Tiếp tục. Đôi khi chúng ta cần phải chơi đồ chơi. Đó. Chơi đồ chơi với con trẻ các bạn, nó relax kinh khủng. Cách đây mấy ngày, bé Bambi của mình á, bé 5 tuổi. Bé đố cho mình một cái gọi là cái hộp kỳ diệu do dì của bé, dì út của bé mang ở bên nước ngoài về và tặng cho bé. Và trong đó nó có mấy cái hình xếp thôi, gọi là cái hộp kỳ diệu, cái hộp kỳ bí. Mà đúng thiệt, bé đố mình kiểu là ba xếp có được hay không. Mình nhìn thì mình thấy rất là dễ. Mình cứ để đây ba xếp mà rõ ràng thật sự các bạn mình ngồi mình xếp hoài mình xếp không được, mình xếp vô cái hình mình xếp không được. Ok chưa, mình xếp hoài cái mình mới kêu con Bambi lại, kêu là con xếp cho ba xem. Thì Bambi nó xếp, cứ bập nó xếp được liền, cái nó mới đổ ra lại, rồi mình lại xếp lại, mình lại xếp không được nữa, lần hai mình vẫn xếp không được, ngồi mình xếp hoài. Công nhận nó hay các bạn, người ta gọi là cái hộp kỳ diệu mà. Rồi xong cái hoài mất hết 15 phút mình xếp không được, mình mới lại năn nỉ Bambi tiếp. Bambi mới có 5 tuổi thôi, năn nỉ Bambi tiếp, Bambi rất là xếp được. Ok chưa, nó xếp nhanh, và kỳ này nó xếp nhanh, và kỳ này nó ra điều kiện cho ba là ba phải xếp trong một thời gian ngắn thôi, ba không có được xếp dài rồi như vậy. Sau khi mà xem Bambi lần thứ hai xong á, thì bắt đầu lần này thì mình xếp được. Thầy ơi em cũng từng như vậy. Đúng rồi bạn Võ Hồng vậy, lần này thì mình xếp được. Và thế là Bambi nó đố mình, nó kêu ba xếp kiểu khác đi, ba giỏi ba xếp kiểu khác đi. Mà công nhận Bambi mình nó xếp giỏi lắm, nó xếp cực nhanh luôn, bập là xong. Và tự nhiên chơi cái trò chơi nó vui ghê các bạn, vui lắm.
Và Bambi của mình thì ở nhà nó hay bày ra nhiều trò chơi lắm, và nó cứ nó bắt bố chơi với nó rất là vui. Thực sự là chơi trò chơi với con trẻ rất là vui. Cũng cái hộp đó ngày hôm qua Bambi nó mang ra nó đố một cái cô kia và như thế nào cái cô kia cũng xếp hoài xếp không được, chịu không nổi, vui chịu không nổi. Cái cô đó cũng giống như mình, chịu không nổi luôn. Rồi cô năng nỉ Bambi nó xếp lại, rồi cô xếp lại, cô xếp cũng không được luôn, ok chưa. Cho tới cuối cùng thì cô đó vẫn không xếp được bởi vì không theo dõi, không quan sát được tốt cái trò chơi đó. Các bạn thấy chưa, đôi khi cái trò chơi nó làm cho chúng ta relax, nó làm cho chúng ta thoải mái đi, nó làm cho chúng ta thú vị ra, và nó làm cho chúng ta được học hỏi rất là nhiều điều. Bạn hiểu chưa, nó là chúng ta chơi với con trẻ là một trong những giải pháp rất là tốt. Đôi khi chúng ta cứ người lớn rồi chúng ta cứ như thế nào cứ nhiều lúc cứ phô mồ cái kiểu người lớn vậy đó, cứ tỏ vẻ ra người lớn, mà người lớn bị stress quá trời. Hãy ngây thơ như con trẻ, hãy tươi cười thoải mái như con trẻ, thì các bạn thấy là cuộc sống chúng ta nó ý nghĩa vô cùng. Lạc vào thế giới của con trẻ thật vui và relax. Em cũng đã như vậy, đúng rồi. Hoặc là tối thứ hai tuần rồi mình với Bambi, Bambi nó cứ nó rủ ba miết đi chơi giờ, đi chơi cái môn thể thao mà gym á, các bạn biết gym không? Gym á, gym là nhảy á. Nửa tiếng đồng hồ là 80.000. Và vô đó cứ gym, cứ nhảy bưng là nhảy cao nè. Nó có cái đệm nhảy á, nhảy bung lên. Và các bạn biết đúng là nhảy. 30 phút mồ hôi một kê thoát ra là đổ ra quá trời luôn. Bambi cũng đi nhảy, mình với Bambi đi nhảy quá trời luôn. Đúng rồi bạn Trần Mỹ Thu, hãy sống với tâm hồn trẻ thơ, đúng rồi. Và cuộc sống chúng ta nó rất là ý nghĩa. Và đó, các bạn thấy relax ghê gớm luôn. Bạn nào mà đang bị stress, bảo đảm các bạn đi nhảy zoom là các bạn hết stress liền. Ở quận 2 ngay cái mặt đường xa lộ Hà Nội, các bạn hồi nãy giờ mấy bạn nói stress đó, tới nhảy zoom đi là các bạn hết stress ngay. Người nó thoải mái ra, nó được xả ra ngay, ok chưa. Đó là cái cách thứ 7, ok chưa. Cái cách thứ 8 đó là tập thể dục thể thao. Thể dục thể thao nó sẽ làm cho ta hết stress ngay. Bạn nào mà đang stress thì hãy đi tập thể dục, chơi với con nít thú vị thật, ok, rất là vui em, rất là vui phát ơi. Nó là bạn nào mà đang bị stress thì đảm bảo một điều là các bạn hãy đi tập thể dục thể thao đi, bỏ hết mọi việc. Bạn nào muốn đang chơi cầu lông thì đánh cầu lông, bạn nào mà muốn chơi chơi tennis thì đánh tennis, bạn nào thích chạy bộ thì chạy bộ, bạn nào thích bơi thì bơi, còn không đi nhảy zoom như hồi nãy mới nói, cứ chơi bất kỳ một môn thể thao nào, thậm chí hít đất rồi cũng được. Khoảng 20 phút đến 30 phút hết stress ngay. Có một bạn kia, bạn làm bên thiết kế design nội thất, và hôm đó bạn rất là stress, mình nhớ là hôm đó là buổi chiều, bạn rất là stress, khoảng 4 giờ chiều á, 4-5 giờ chiều bạn rất là stress. Và bạn qua, mình kêu ok đi bộ với mình, và mình với bạn đó đi bộ 3 vòng cái khu vực của mình, đi bộ 3 vòng của mình tương đương hơn 3 cây số đó. Và bạn hết stress liền, vừa đi bộ với mình vừa nói chuyện, tự nhiên hết stress liền. Ok chưa, nó là bạn nào đang bị stress thì chúng ta đi thể dục đi, tập trung đi thể dục đi, relax đi, khỏe đi, thì chúng ta sẽ không còn stress nữa đâu, ok không ạ. Để cho nó khỏe, để cho em hay đi, em đi nhảy nệm với em gái, mấy người kêu lớn mà còn đi chơi trò con nít, mà em thấy chơi với tụi nó vui kinh khủng. Trong zoom em đi nhảy zoom cũng giống như đi nhảy đệm đó, ok chưa. Toàn là người lớn không em, vừa có con nít và vừa có như đó. Em học nhảy Zumba rất vui và thoải mái lắm. Thôi ơi, ok, tuyệt vời bạn Trần Mỹ Thu ơi. Chính xác là nó như vậy. Chính xác là nó như vậy. Để con người chúng ta nó thoải mái ra. Vâng, nghĩa là đi tập thể dục thể thao. Rồi, cái sự chính là chúng ta như thế nào Chúng ta chia sẻ, chúng ta chia sẻ một cái điều gì đó cho ai đó. Ví dụ như đi live, lên live stream như vậy cũng gọi là chia sẻ nè. Live stream như vậy cũng gọi là chia sẻ nè. Các bạn hiểu chưa? Thì mình càng chia sẻ nó như vậy thì chúng ta sẽ hết stress. Càng chia sẻ như vậy, càng nói chuyện nè, càng tương tác với các bạn nè, hồi nãy giờ các bạn tương tác nè, thì nó sẽ càng hết stress đấy. Ok chưa? Hồi nãy giờ mình cũng quên nói về mình.
Bạn nào mà mình là tác giả của hai cái quyển này, Vượt biển lớn và mỗi ngày một chút thôi, và bạn nào sở hữu hai cái quyển sách này thì các bạn sẽ gì ạ? Sẽ được mình add các bạn vào một cái group riêng. Cái group đó mình sẽ chia sẻ sâu hơn về kinh doanh, và các bạn sẽ được kết nối với tất cả những bạn trên mọi miền đất nước nào vào trong cái group đó. Cái group đó là group bí mật, chỉ những người nào sở hữu hai cái quyển sách này thì các bạn được mới vào cái group này. Và vào cái group này thì bắt buộc các bạn phải sở hữu hai cái quyển sách này. Và mình sẽ chia sẻ các bạn sâu hơn về kinh doanh ở trong cái group đó. Các bạn hiểu chưa? Và lúc này thì mình đang ưu đãi cho các bạn là hai quyển sách này là có 210.000 đúng giá bìa luôn, đúng giá bìa luôn. Và mình ship về nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Mà mình phi ship luôn, nó cũng mắc hết 30-40 ngàn gì đó ký tiền ship đó. Nên là các bạn rất là tuyệt vời khi các bạn quyết định các bạn mua hai cái quyển sách này. Bạn nào mà đã có hai quyển sách rồi mà các bạn chưa được vào group thì các bạn comment xuống, ok chưa, để mình đưa cái đường link để các bạn vào. Điều kiện các bạn vào là các bạn phải trả lời được 3 cái câu hỏi thì các bạn mới được add vào, ok chưa. Hồi nãy các bạn nào nói là em có một quyển sách rồi, có một quyển sách cũng chưa được vào, ok chưa. Ok chưa các bạn ơi. Vâng, rồi tiếp tục nè. Khi chúng ta chia sẻ cái công việc gì cho người khác thì cũng là một cái cách để chúng ta giảm stress. Bạn Thanh Bùi, mình gửi cho bạn đường link mấy lần rồi mà bạn không chịu gì, không chịu trả lời những cái câu hỏi gì hết. Bạn Thanh Bùi ơi, đã trả lời cho bạn mấy lần rồi. Hay quá, em đã có hai quyển sách của thầy, đúng rồi. Bạn Hoàng Phúc có hai quyển sách thì comment xuống và mình đưa đường link và trả lời được hai đường link nha. Đã trả lời được 3 câu hỏi thì các bạn mới vào, không trả lời được 3 câu hỏi thì các bạn không có vào. Em đã có sách mà chưa vào group, ok chưa. Bạn trả lời thì bạn mới được vào, không trả lời là không có được vào. Nhân viên nó thấy ai trả lời, nhân viên của mình nó không biết ai có sách và ai không có sách. Nó thấy ai trả lời đúng thì nó biết là người đó đã có sách, nó add vào. Còn các bạn cứ add vào mà không trả lời thì không đứa nào nó cho các bạn vào hết. Mình, bạn Thanh Bùi, mình đã đưa bạn link mấy lần rồi. Ok chưa? Nó là cứ thấy cái đường link được add thì sẽ vào, ok chưa. Và nếu mà bạn nào mà như thế nào, các bạn nào mà không trả lời thì nhân viên nó xem như là bạn chưa có sách, ok chưa. Bạn nói với mình là các bạn có sách nhưng mà với nhân viên của mình thì nó không biết, cứ người nào làm đúng thì nó cho vào, người nào không làm đúng thì nó không cho vào, ok chưa. Vâng, tiếp tục. Nghe nhạc, số 10 là nghe nhạc. Các bạn nghe nhạc là một cái cách để chúng ta gì để chúng ta giảm stress đi, chúng ta thoải mái ra, đầu óc chúng ta thoải mái. Mình thì mình cũng thích nghe nhạc. Mình thì nhạc Việt thì mình khoái nghe Quang Dũng, ok chưa. Mình rất thích nghe Quang Dũng hát. Mà còn ta với nồng nàn, ok chưa. Quang Dũng, mình tính thoảng mình nghe cái bài này của Quang Dũng, ok chưa. Ai mà chưa có khách thì mua ngay nha các bạn, mình gối đầu giường hai cuốn này, ai mà muốn mình chia một ít trước khi mua nhé, ok. Chia sẻ một ít trước khi mua nhé, ok. Nó là bạn Anh Bùi, chào bạn Anh Bùi. Và chúng ta nghe nhạc để chúng ta gì, chúng ta relax đi. Buổi chiều thứ sáu cuối tuần rồi, để tâm trạng chúng ta rất là thoải mái. Thầy ship sang qua xa qua cho em đi. Thầy qua xa qua là ở đâu, có phải ở Ba Lan không? Không có ship ra nước ngoài được, chỉ ship về nhà cho bạn em thôi, nhà người thân của em thôi, ở nhà người thân em sẽ gửi ra. Karaoke cũng rất tốt thầy ạ, hát tại phòng làm việc, đúng rồi. Karaoke là một trong những cách để chúng ta xả stress cực kỳ tốt, đúng rồi, chính xác. Các bạn có nghe nhạc chưa? Nhiều khi mình mở bài hát và mình nghe Quang Dũng hát, và thế là mình như thế nào mình sẽ relax liền. Bạn Phe Minh, cảm ơn bạn Phe Minh. Bạn Lê Nguyễn Sĩ Phú, ok.
đó, các bạn nghe nhạc các bạn thấy thoải mái mà, rất là thoải mái. Nhiều lúc mình cũng nghe nhạc và mình cũng rất là thoải mái, ok chưa? Vâng, và chúng ta lại tiếp tục. Và hồi nãy là cái số 10 rồi đúng không ạ? Số 10 rồi. Tối nay mình rảnh thì mình sẽ live stream tiếp. Bạn Hạnh Thi, ok chưa? Vậy thì trade là một trong những cách mà ai mà để nó nằm trong cái tình trạng này hoài là nó dở hơi nhất. Chúng ta là người lớn mà, chúng ta hãy biết chúng ta đang rớt vào cái trạng thái đó và chúng ta phải biết giải quyết nó. Chúng ta đừng cứ để nó stress, nó hành hạ cuộc đời chúng ta và nó mang cho chúng ta rất là nhiều bệnh. Dĩ nhiên nó có nhiều cách để chúng ta giảm stress nữa. Các bạn có thể đi tập yoga. Các bạn biết cái môn yoga cười không? Có bác Nguyễn Xuân Trường, bác là người đầu tiên mang cái môn yoga cười về Việt Nam. Và khi học cái môn yoga cười của bác á, cũng xả stress lắm. Bác cứ hô hô ha ha ha, hô hô ha ha, và cười nó rất là thoải mái. Và khi chúng ta cười thoải mái thì chúng ta cũng sẽ hết stress. Ok chưa? Hoặc là chúng ta ngủ đúng giờ, ngủ điều độ, đó là cũng là một trong những cái nhân tố mà nó giúp cho chúng ta xả stress. Và ngủ đúng giờ, ngủ điều độ, ok chưa? Đó, và vậy là vừa rồi mình nói cho các bạn những cái cách để chúng ta không còn stress nữa. Bởi vì stress nó sẽ không tốt chút xíu nào. Nó là các bạn muốn làm kinh doanh giỏi, có sức khỏe tốt, thì các bạn phải quản lý được cái stress của mình. Không quản lý được cái stress, cứ lao ra đi học, rồi lao ra nói mình biết cái này, biết cái kia, suốt ngày đầu tắt mặt tối, làm quằn quặt để kiếm tiền, chừng cuối cùng làm gì? Bị stress thì làm gì? Bác Trường còn dạy không hả thầy? Thầy cứ nói với em với. Bác Trường dạy hoài em, lâu lâu bác còn có lớp huấn luyện viên yoga cười nữa. Bác Trường còn lâu lâu dạy lớp huấn luyện viên yoga cười nữa. Ok chưa? Để mình có nói cho bác Trường rất là tuyệt vời. Bác Trường với cô Cúc là hai người là hai người đầu tiên của Việt Nam mang cái môn yoga cười về Việt Nam. Bác đi tới Ấn Độ, bác gặp cái ông tổ sư luôn và mang cái môn yoga cười. Năm 2010 thì mình cũng rất là vui, mình cùng với bác tổ chức một chương trình cực kỳ lớn ở Thông Tấn Xã, tới mấy trăm người. Để cái lúc đó ông tổ sư ông về Việt Nam, mình với bác là hai người, mình là nhà tổ chức để tổ chức đó. Mỗi ngày một chút thôi, sao nó lại tuyệt vời thế hả thầy? Ok, bạn Lê Nguyễn, cảm ơn em. Cái quyển sách mình viết cho các bạn mà, cái quyển sách thứ ba là quyển về online cũng vô cùng tuyệt vời. Và quyển sách thứ tư, tạm thời mình đặt cái tên là Luôn Có Cách Để Làm, cũng vô cùng tuyệt vời lắm. Hát live stream cũng tốt lắm, ok. Bạn Lộc là chuyên gia hát live stream luôn, bật live stream lên hát ngào nghe cho mọi người xem, vô cùng thú vị, vô cùng thú vị. Ok bạn Ly nhé. Vâng, và ngày mai mình sẽ có 2 ngày với lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 143. Mình rất là vui trong hành trình mình chia sẻ cái lớp này, thì bây giờ nó đã tới khóa 143 rồi. Cái lớp ngày mai là 80 bạn, ok chưa? Và 2 ngày mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn đó. 20% trong lớp này là đến từ các tỉnh các bạn, rất là tuyệt vời. Các bạn đến từ Hà Long, các bạn đến từ Nghệ An, các bạn đến từ Gia Lai, ok, quá tuyệt vời. Thì đó là cái bắt đầu của một cái hành trình làm chủ doanh nghiệp. Và chắc chắn trong lớp này, sau này khoảng 20% của lớp họ chịu khó để đuổi đến cùng, họ sẽ trở thành những người doanh nhân thành đạt của tổ quốc này. Khi mà mình thấy một người ra chọn cái con đường làm kinh doanh thành công thì mình cảm giác là điều này mình rất là vui. Dĩ nhiên cái con đường này nó không dễ dàng, nó chỉ dành cho những người nào mà muốn ngồi không để làm được thì không có. Phải kiên trì và quyết tâm, phải cam kết thì cuối cùng chúng ta mới thành công được. Cảm ơn các bạn cái buổi live stream hôm nay. Tối nay mà mình về sớm thì mình cũng tổ chức một live stream tiếp. Mình chắc chắn đi Singapore cùng mọi người rồi nhé. Ok, bạn Lộc. Cái chương trình đi Singapore là đã bắt đầu mua vé, bắt đầu kết thúc rồi em. Bắt đầu mua vé chốt rồi em. Ok ông Lộc ơi. Lộc đã chốt rồi đúng không? Ngày nay bạn Phan Tấn Đông chốt. Nói chung là bây giờ gần 40 bạn rồi. Mục tiêu năm nay là 50 bạn, chắc chắn là full 50 bạn. Đoàn hôm năm nay sẽ cực kỳ vui, sẽ cực kỳ náo nhiệt. Chúng ta sẽ có những cái game
mà làm cho các bạn dậy sóng luôn. Ok bạn Lộc nhá, cảm ơn em rất là nhiều. À, và một cái sự trải nghiệm mà là trong đời em sẽ luôn luôn nhớ mãi cái kỷ niệm của cái chương trình lăng xả tại Singapore năm nay. Trong 5 ngày em sẽ hoạt động liên tục, không có một cái giây phút nào nghỉ ngơi luôn. Tối về là Lăng đang ngủ, sáng giờ là sáng sớm là dậy là hoạt động liền. Ok chưa, rất là tuyệt vời. Cảm ơn thầy một buổi rất là... Ok, cảm ơn bạn anh Bùi rất là nhiều. Bye bye các bạn, và một buổi tối thứ sáu cuối tuần ý nghĩa nha các bạn ơi. Bye bye các bạn.